À, kính thưa cô bác anh chị em, thì phải đoàn mình hiện giờ đang xuống xe để rồi mình đi xuống đò đi ra bên Đông Hải nha quý vị. Bây giờ phái đoàn mình chuẩn bị đi xuống đò nha quý vị. Là mình vô trong Đông Hải nha. À, xuống đi quý vị. Ai à, xuống trước thì ngồi nói vô trong nha quý vị. Ai thì trước ngồi trong ở đâu ra, còn đã đi sao à, ngồi đằng trước lại mới được. Cái này chứ đâu phải xe đâu mà đi. Xuống đi, xuống đi, xuống đi quý vị. Cái vậy ông là tự làm không để cho ông nó ở ở nhà cái là đi chụp nữa à. Tụi nó đang không đi rồi, thấy ông đi rồi thôi chụp ra luôn, sao bỏ được. Để bà Tư ngồi sau, ngày nay đi bà có cái dù cho bà ngồi sau đi. Ủa ngồi trước này đi. Hai thằng ba về đây ngồi cho. Dạ, anh hai xuống luôn đi. Dạ. Tại vì cái này ít quá, cái này nhiều là con bỏ hai ông bà, mà cái này ít quá là con phải lấy bỏ người lấy người. Thôi kệ nói. Dạ. Lần này còn làm sao? Ấy đi, tôi cứ xuống đây ủng hộ cô. Đúng rồi, lần này còn làm sao? Rồi kính thưa quý vị nha, lâu lâu mình mới có cái dịp đi xuống tỉnh Sóc Trăng Bạc Liêu nha quý vị. Mình đi vô Đông Hải. Mình thấy đi vui không quý vị? Vui không? Quá vui luôn không? Rồi. Quá cảnh rất là vui nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là tới bến rồi nha cô bác anh chị em. Kính thưa cô bác anh chị em, thì giác đại phái đoàn mình đã tới chùa Hưng Thiên nha quý vị, ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, Vĩnh Long nha quý vị. Vĩnh Lợi hả? À, Vĩnh Lợi. Dạ. Rồi bắt đầu mình tiến vô trong nha quý vị. Không không, lại đây nè. Đây là mẹ Đông Hải nha quý vị. Cái quang cảnh chỗ chùa Đông Hải này đó là hết sức đẹp nha quý vị. Nhiều vị Phật dữ lắm luôn nha. À, kính thưa cô bác anh chị em, thì giác này phái đoàn mình đã đến chùa Đông Hải nha quý vị. À, trước khi đi vô làm lễ cũng có đứng ở ngoài sân để quay là một đoạn phim kỷ niệm nha. Thì mong sau chuyến đi này cô bác anh chị em về nhà thân tâm thượng an lạc, đạo quả sớm viên thành, tinh tấn tu hành đến ngày thành công viên mãn mà Đức Thầy dạy mình đó. À, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Xin cho anh tròn pháo tay quý vị ơi. Yeah. Dạ, thì phái đoàn mình chắc này đó hiện giờ đã đến chùa Đông Hải nha quý vị. Đây là tượng Phật cầu Quan Âm nha. Rồi. Khoan khoan khoan, từ 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 từ. Rồi, chào mấy cô nha. Dạ. Rồi, chúc mấy cô đi chùa vui vẻ nha. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô Hoa. Rồi mình cứ việc dướng thoải mái đi, chút xíu nữa mình xuống dưới mình cúng làm lễ cái là xong. Đây là chùa bên này ta đang cắt nha quý vị. Dạ. Rồi dạ không bỏ rỡ thì quay.
Cái này có chỗ ăn hai con cọp đó. Người anh nằm viện đó, mới xuất viện vậy qua. Tôi cứ đi dưới vậy là biết rồi, biết chơi sao là cái này. Mình đoạn mình đi đông không chị? Dạ có nhiều à chị. Đi xe 16 đó em. Lâu lâu tổ chức thi cúng mẹ. Dạ. Rồi kính thưa cô bác anh chị em, thì phái đoàn của mình hiện giờ đang lên sân thượng là tất nhiên trên đền của mẹ Đông Hải không quý vị. Chỗ này đó là quang cảnh rất là mát mẻ, rồi cái nhiệt độ giấc sáng cũng rất là mát cô bác anh chị em, thì cũng có quay ra động phim nha, hết sức người nào người nó đẹp như hoa đẹp nha. Đẹp nhất là người dẫn chương trình đó. Tôi tính nói mà tôi không dám nói câu đó, hơi hơi ngại. Dạ, mình nói người ta nói mình nổ sao phải không, thành ra không dám nói. Rồi chúc mấy cô mấy chị mấy cháu đi chùa vui vẻ nha. Rồi rồi cho đoàn phát tay quý vị ơi. Kính thưa cô bác anh chị em, phái đoàn mình thì từ huyện Phú Tân, xã Phú Hưng, Phú Xuân, hiện giờ thì mình đang ở tại chùa Đông Hải, cũng có cái duyên lành là gặp phái đoàn ở bên Đồng Tháp, ở tại Cao Lãnh. Rồi cũng có được đầy đủ cái duyên lành để rồi chụp lại một đoạn hình, một đoạn phim nha quý vị, kỷ niệm nha. Thì mong sao chuyến đi này tôi xin thay mặt phái đoàn cầu chúc cho mấy chị anh em đi trong đoàn hôm nay, sau khi về nhà thì sức khỏe được dồi dào, thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm duyên hành, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi là cầu thang mà dòm xéo lên tượng Phật rất là cao không quý vị. Thì bây giờ phái đoàn của mình đã cúng xong rồi nha. Bây giờ phái đoàn mình xuống không quý vị. Dạ rồi cảm ơn mấy cô nha. Nếu như cô bác anh em nào có thích vợ chồng cô Bảy miền Tây thì nhớ đăng ký ủng hộ nha quý vị. Dạ 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 dạ. Vậy nào mình có nhân viên gặp lại chị. Dạ. Ai có yêu thích nhớ xe chà len nha bà con. Dạ. Quá hay quá hay. Rồi kính mời phái đoàn mình đi tiến này ngay nha. Mời quý vị chuyến qua sân bên đây đi rồi mình làm lễ nha quý vị. Bên đây làm lễ chị ơi, mấy chị làm lễ cho. Đây là những cái hình tượng Phật rất là đẹp nha quý vị. Ở đây quý vị ơi, tại sân này đi. Ở ha ngoài kia mát hơn, chỗ đó mát hơn chỗ này. Chỗ này hơi nắng hơn. Bên trong đó là mình cũng tập thể nha quý vị. Rồi. Mấy đứa em bé đứng trước cũng được nữa. Trước đi con. Trước đi. Kính thưa cô bác anh chị em, thì trước mặt của chúng ta là chánh điện Phật đài.
thì trước khi làm lễ kính mời quý vị giữ thân trang nghiêm tâm thanh tịnh hướng về chính điện Phật đài đồng kính lễ ba xá và có vị trí đồng quỳ. Mọi người chắp tay lên trán gái. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương Phật. Nam mô thập phương pháp. Nam mô thập phương tăng. Nam mô Phật tổ Phật thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Long Bảy Núi Cảnh Bất Chứng Minh. Nay con nguyện chạy hối ân năng làm lành đánh giữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Mời quý vị đồng đứng lên. Quan đó sẽ qua. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Khổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cố Quyền Pháp Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Đại Đường Tăng Long Phúc Hộ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giải Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Quá Ác Giảng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Như Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Chư Lai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Gia Đình Đắc Đầu Bản Mẫu Di Đồng Quyền Hay Là Bút Lạc Gia Đồng Đánh Đệ Nam mô A Di Đà Phật. Gia Đồng Đánh Đệ Nam mô A Di Đà Phật. Gia Đồng Đánh Đệ Nam mô A Di Đà Phật. Gia Đồng Đánh Đệ Nam mô A Di Đà Phật. Thì đối bút lại Mầu Di đứng lên, sát giữa Nam mô A Di Đà Phật, Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Phật Tổ. Buổi làm lễ đây là viên mãn, mầu gì tự đi. Con không đụng mẹ đó rồi. Không đụng mẹ nào, không đụng mẹ nào. Con này mình cái đoàn mình đang xuống tàu để đi về nha quý vị. Mình viếng Đông Hải xong rồi mình cúng xong rồi bắt đầu mình xuống tàu.
đó, bướm bướm xe hai đôi cánh à quý vị ơi. Đẹp thanh nổ không? Đó, đẹp không anh hai? Đẹp chưa? Đẹp. Không bay chứ. Đẹp mà không bay luôn. Cũng chịu chụp hình lắm đó.